Thưa quý vị và các bạn, vứt rác bừa bãi là hành vi thường thấy trong cuộc sống thường nhật, song vẫn ít có trường hợp nào bị xử phạt. Và mới đây thì Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công dân, đó là ông NCC, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vì có hành vi vứt rác thải, bỏ rác thải trên vỉa hè tại hẻm Mai Thị Lựu, tổ dân phố 7, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Có lẽ đây là một trong những động thái cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam cho biết hành vi của ông C đã vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều 25 Nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam quyết định xử phạt ông C số tiền 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông C khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam cho hay thời gian qua phường đã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về việc nghiêm cấm vứt bỏ rác bừa bãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên vẫn có những người cố tình vi phạm và bị phường xử lý nghiêm theo quy định. Vâng, và hy vọng thì đây sẽ là bài học nhắc nhở mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng, phải không Như Lê? Vâng, thưa chị Minh Trang, việc thiếu ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường thì đã được nhắc nhiều, song lâu nay thì chủ yếu vẫn trông chờ vào ý thức tự giác của mỗi người, đã đến lúc cần áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi này.